Trong phần tiếp theo này, mình sẽ nói với các bạn về ba khái niệm là coordinate, align và link. Thì đầu tiên là coordinate. Coordinate là tọa độ. Thì mỗi vật thể mà các bạn tạo ra để trong 3D Max đều có một cái tọa độ riêng của nó. Bây giờ các ví dụ như là box các bạn tạo ra ở đây, thì khi mình nhấn vào Move Tool Move thì các bạn có thể thấy là nó đang ở các vị trí là X, Y, Z, có những cái giá trị khác nhau như thế này. Và khi các bạn xoay thì nó cũng có cái giá trị riêng của nó như thế này. Thì mình sẽ nói về coordinate ở trong cái bảng như Reference Coordinate System ở đây. Là ở đây. Thì khi các bạn nhấn cái mũi tên, các bạn sẽ thấy rất nhiều cái tọa độ, như là kiểu tọa độ như là View, Screen, World, Parent, Local, Gimbal. Thì hiện tại mình sẽ nói sơ cho các bạn trước hai cái, đó là view và local. Mình sẽ nói kỹ hơn phần gimbal. Thì đầu tiên mình sẽ để view. Thì mỗi tọa độ, mỗi mỗi vật thể nó đều có một cái tọa độ riêng của nó, và tọa độ gốc của mask lúc nào cũng là 000. Và cái cách mà các trục x, y, z nó được hướng giống như là cái trục ở góc nhìn bên trái phía dưới của cái viewport, là x hướng qua bên trái như thế này, y hướng đằng sau như thế này, và z thì hướng lên. Đấy. Nó giống như là cái cách mà các bạn để cái bàn tay trái mà có ngón cái hướng lên, ngón trỏ hướng trước mặt các bạn, ra khỏi mặt các bạn, và ngón giữa thì các bạn để coi như là vuông góc với cái ngón trỏ. Thì nó x, y, z nó giống như vậy. Thì đó là, còn bây giờ mình sẽ nói về view. Thì mỗi vật thể, nếu như các bạn mà để view á, thì cái coordinate system ở đây nó cho phép các bạn thao tác là chủ yếu. Ví dụ như trong trường hợp này, trục x của khối box này thực tế nó đang di chuyển không hẳn là chỉ có x hay không. Vì sao các bạn ạ? Bây giờ mình sẽ nói tại sao nó không phải như vậy. Tại vì bây giờ mình để local. Thì bây giờ mình để local thì do cái khối box này nó đã được xoay đi một góc x, y, z nào đó khiến cho khối box này nó bị nghiêng. Thì hồi nãy mình để view và mình di chuyển x của nó, thì đồng thời local của nó cũng đâu, nó sẽ khác với cái cách di chuyển của khối x, của cái trục x ở đây. Vì local là tọa độ của vật thể đối với vật thể, còn view là của vật thể đối với world. Thì view với world như nhau. Trong trường hợp các bạn để perspective thì view với work là một. Mình sẽ nói kỹ hơn, vì bây giờ mình sẽ để view mà mình để top thì x và y nó sẽ hướng, x sẽ hướng từ trái sang phải, y sẽ hướng từ dưới lên trên. Nếu như mình để bottom, bottom là đáy, thì x cũng hướng từ trái sang phải, y cũng hướng từ dưới lên trên. Nhưng mà so với cái tọa độ mà cái hệ thống của mask thì rõ ràng là y nó hướng từ trên xuống dưới. Như vậy view nó chỉ cho các bạn nhìn coi như là một cách khách quan thôi, cho các bạn nhìn dễ nhìn thôi, chứ không có đúng. Đúng của nó trong trường hợp này sẽ là work. Đấy, mình để đổi chế độ một phát thì cái vật thể này so với work thì nó sẽ hướng, y sẽ hướng từ trên xuống dưới. Còn nếu như mình để view thì tọa độ của vật thể này
sẽ đối với cái khung nhìn của các bạn. Và khung nhìn của các bạn lúc nào cũng là ít từ trái sang phải, đi từ dưới lên trên. Tất cả những cái khung nhìn như là top, bottom, front, back, left, right đều là những khung nhìn 2D và nó cũng hơi giống nhau cả thôi. Riêng với perspective và orthographic là hai khung nhìn 3D và 2,5D. Orthographic là 2,5D. Như trong trường hợp này thì nó cũng giống như khung nhìn 3D nhưng mà nó không có chiều sâu. Như các bạn thấy, nó không có chiều sâu. Thì perspective thì nó có chiều sâu một chút xíu. Vì perspective nó được tạo ra giống như là mắt người vậy. Cái khoảng từ khoảng cách cho đến cái cách nhìn của bạn nó rất là giống mắt người. Thì tiếp theo đây mình sẽ nói về gimbal. Gimbal thì gimbal nó là một cái tọa độ line giữa local và work. Mình nói là nó line là bởi vì trong cái ví dụ sau đây mình sẽ nói, bây giờ mình đưa tất cả những cái trục xoay của nó về không, mình sẽ nói kỹ hơn. Rồi bây giờ giả sử như mình xoay một cái vật thể sang 30 độ, 30 độ sang trục y 30 độ, thì các bạn thấy đối vật thể đối với view đó, đối với view trong trường hợp này view là work, thì trục xoay của cái khối box này y là 30 độ, nhưng với local thì là 0,0,0, tại vì local là mình đang nói về khối box đối với chính nó, và cái gì mà của nó đối với chính nó bao giờ cũng bằng không. Còn gimbal thì sao nhỉ? Bây giờ mình ấn gimbal. Như các bạn thấy, các trục ở đây nó không hề vuông góc với nhau nữa, chỉ có y và z là vuông góc với nhau thôi, còn x thì nó đã bị lệch đi rất là nhiều. Đây, nó đã bị lệch đi 30 độ. Thì gimbal nó là line. Line giữa local và work. Bây giờ để làm rõ hơn về gimbal một chút xíu về các thay đổi của nó, mình sẽ nói đến phần link, là phần liên kết. Bây giờ mình sẽ đưa con số này về không, mình sẽ tạo một cái box thứ hai. Box thứ hai, sau khi mình tạo ra khối box thứ hai này có tên là box 007, mình sẽ nhấn vào link liên kết. Mình liên kết nó vào box 006 đây. Rồi sau sau khi mình liên kết xong, mình sẽ nhấn box 006, mình sẽ di chuyển nó. Như các bạn thấy này, box 006 di chuyển như thế nào thì box 007 di chuyển như vậy. Mình xoay nó cũng di chuyển theo, nó giống như những cái khớp xương mà các bạn giống như lấy đinh mà đóng vào mấy cái ván á, gỗ á, thì các bạn sẽ di chuyển nó giống như dán keo vậy. Rồi scale cũng vậy luôn, scale cũng thu phóng to ra thế nào, cái thứ nhất thế nào thì cái thứ hai cũng tương tự như vậy. Đó. Thì để bỏ cái liên kết này á, thì các bạn phải chọn cái thứ hai đối với cái thứ nhất. Có nghĩa là bây giờ mình mà nhấn cái thứ nhất, mình ấn link nó thì cũng không có gì thay đổi cả. Mình bắt buộc phải chọn cái đằng sau, mình ấn link nó thì nó mới có tác dụng. Và bây giờ mình nhấn Ctrl Z lại. Đấy, nhấn Ctrl Z lại, mình qua cái bảng gọi là bảng Sort by Hierarchy. Các bạn sẽ thấy cái mối liên kết có một cái dấu mũi tên ở đây. Có mối liên kết giữa box 006 với lại box 007. Trong thuật ngữ 3D của rất rất nhiều phần mềm thì người ta đã có một cái quy ước chung gọi cái liên kết ở phía trên gọi là parent, là cha mẹ,
ở phía dưới là children, là con cái. Thì đây là quy ước chung rồi, nên mình sẽ không có thay đổi nó. Thì mình muốn unlink, có nghĩa là phá vỡ lên bất kỳ một liên kết nào, thì mình phải nhấn thằng con, mình phá vỡ liên kết. Thì thằng cha không bao giờ nó phá vỡ liên kết, nó nằm ở trên cùng rồi. Đó. Rồi. Nó là một cái nguyên tắc không thay đổi đấy. Phần mềm nào cũng vậy. Ở trong Max cũng vậy. Đây, phần link và phần unlink mình giới thiệu sơ với các bạn vậy thôi. Sau này nó sẽ có rất là nhiều ứng dụng khi các bạn đi sâu vào các animation, các bạn sẽ hiểu. Bây giờ sau khi link và unlink xong thì các bạn sẽ biết là bên hiện tại là có 5 năm cái object, năm vật thể đang được chọn, nhưng mình chỉ cần coi như là di chuyển cái mình chỉ cần xoay cái phần treo của cái quạt ở đây, tất cả nó đều xoay theo. Đó là do mình đã liên kết lại với nhau hết rồi. Mình liên kết ba cái cánh quạt này vào cái động cơ. Khi mà mình xoay cái động cơ thì ba cánh quạt nó xoay theo. Nhưng mà mình xoay cái động cơ theo chiều này thì coi như là nó không nó cái phần treo của cái động cơ ở đây nó không có thay đổi, bởi vì thằng này cái phần treo đây nó là cao nhất rồi. Các bạn mình sổ hết ra các bạn sẽ thấy mối liên kết của các vật thể. Bây giờ mình sẽ quay lại cái tab coi như là sort by layer. Thì bây giờ mình sẽ giải thích phần gimbal tiếp tiếp tục phần gimbal. Thì khi mà mình xoay cái vật thể khoảng trừ 20 độ đi, cái phần treo phần trừ 20 độ, thì ở phía dưới các bạn có thể thấy là nó xuất hiện trừ 20 đối với gimbal. Với vật thể này đang phần treo này so với tọa độ của mass là trừ 20. Tuy nhiên đối với cái động cơ thì là không. Tại sao ạ? Rõ ràng là nó so với mass, so với tọa độ của mass, không gian ở đây nó phải là trừ 20, chứ tại sao nó lại là không? Bởi vì nó liên kết với cái phần treo của cái quạt nên nó hiểu là bằng không. Đoạn chỉ cần phá vỡ liên kết ở đây, ngay lập tức con số trừ 20 xuất hiện. Có nghĩa là nó chỉ coi như là bất kỳ một vật thể nào đang được liên kết với vật thể trước nó, đứng ở trên nó, thì nó sẽ có tọa độ gimbal đối với vật thể đó thôi. Đối với cái vật thể gọi là parent thôi, không có còn là đối với work nữa, tọa độ của work nữa. Thì mình chỉ nói sơ sơ về các tọa độ ở đây cho các bạn có thể hình dung, các bạn có thể sử dụng sau này khi mà mình nói, các bạn sẽ đỡ phân vân hơn. Vì trong animation thì hầu như là các bạn phải biết rất rất nhiều các chức năng của mask. Animation là một cái khi các bạn học nó là các bạn nó coi như nắm hết tất cả các cơ bản của mask rồi, các bạn mới có thể làm được animation. Bây giờ mình sẽ liên kết lại và mình sẽ trả về giá trị ở đây là bằng không. Ok rồi, bây giờ mình sẽ ẩn cái layer này đi, rồi mình sẽ mở cái layer private lên. Ở trong cái mục mà mình nói là private ở đây thì pivot có nghĩa là trọng tâm. Trọng tâm của vật thể. Ví dụ như khi các bạn tạo ra một cái box. Đấy. Nó sẽ có trọng tâm mặc định là ở phía đáy và ở giữa phía đáy như thế này. Mình không phải là mình bỏ qua cái align mà mình đi thẳng vào pivot. Nhưng mà phải nói cái pivot trước thì cái align nó mới cho các bạn mới có thể dễ hiểu. Thì để coi như là các bạn có thể thay đổi cái trọng tâm này bằng cách vào bảng
hierarchy, mình nhấn vào hierarchy, mình chọn affect pivot only, có nghĩa là cho các phép các bạn coi như là chỉnh sửa các cái vị trí của cái pivot này. Trước tiên thì mình sẽ phải xoay nó cho các bạn xem. Đây mình nhấn E để xoay. Như các bạn thấy nó xoay xoay quanh cái trọng tâm mặc định. Bây giờ mình nhấn affect pivot only. Mình kéo nó ra tít ở đây. Ví dụ như vậy. Mình tắt nó đi. Bây giờ mình xoay. Bây giờ thì các bạn có thể thấy nó không còn đúng với ban đầu nữa, bởi vì trọng tâm lúc này nó đã bị dời ra rất xa của vật thể rồi. Và nó chỉ xoay xoay quanh cái trọng tâm đó thôi. Đấy. Để đưa về mặc định, các bạn chỉ cần nhấn nhấp lại trong cái phần mà affect pivot only ở đây, các bạn đưa vào center to object và nó sẽ đưa về mặc định. À không, nó không phải đưa về mặc định nữa mà nó đưa về phần phần trung tâm. Hồi nãy mặc định là nó nằm ở phía dưới, còn bây giờ thì nó nằm ở trên này, ở phần trung tâm của vật thể luôn. Thì hầu như là reset pivot only mới 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 là đưa về mặc định. Đấy, mình reset nè, thấy không, mình nhấn Ctrl Z xong mình nhấn reset đấy cho các bạn thấy. Nhưng mà thôi, bây giờ cái này thực tế thì mình để đây cũng được. Thứ hai là bây giờ mình sẽ copy cái vật thể này ra. Mình chỉnh sửa nó một chút xíu. Ví dụ như là chỗ cho chiều cao của nó thấp hơn chút xíu này. Đấy. Cho nó dài ra chút xíu, rộng hơn chút xíu này. Rồi, ok. Bây giờ sau khi mình giới thiệu sơ về pivot, với là trọng tâm, mình sẽ nói quay về align. Align là gì? Align là căn chỉnh. Có nghĩa là giống như bạn lấy thước, bạn đo, bạn căn. Đó, ví nó là một cái thuật ngữ chính xác như vậy luôn. Có nghĩa là, nhưng mà đồng thời á, nó cũng thêm, nó cũng giống như là một cái động từ vậy, di chuyển cho các bạn. Tức là khi các bạn nhấn Align trên cái nút Align ở đây, hoặc các bạn có thể tìm, hoặc các bạn nhấn mà giữ luôn á, bạn sẽ thấy rất là nhiều cái Align, nhiều kiểu Align. Thì mình không, nó không có, nếu mà để đấy khó nhìn tên thì các bạn có thể vào Tool, Tool, xong đó các bạn vào Align. Các bạn sẽ thấy có những cái tên như là định là align, quick align, spacing tool, rồi vân 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 vân, normal align. Thì bây giờ mình sẽ nói cái đầu tiên là nó là align. Align. Mình nhấn align xong rồi mình chọn vào cái vật thể thứ hai ở đây. Như các bạn thấy nó sẽ hỏi align theo vị trí, align theo xoay và theo scale. Thì mặc định nó sẽ để là pivot XYZ bật lên và những cái này sẽ tắt đi. Thì bây giờ mình sẽ nhấn OK. Ở trong này thì các bạn không còn xoay được viewport nữa, được cho đến khi nào các bạn nhấn OK hoặc cancel. Nhấn OK. Thì bây giờ mình sẽ thắc mắc, các bạn sẽ thắc mắc tại sao nó nằm ở đây đúng không? Thì hồi nãy khi mà các bạn nhấn align á, nó sẽ hỏi là pivot của vật thứ nhất đối với vật thứ hai. Vật thứ hai cái pivot của mình nó nằm ở đâu, ở đây này, nằm trên cao này. Đấy. Còn cái pivot của vật thứ nhất thì nó nằm ở đây. Nên lúc mà các bạn mà nhấn alternate A, đây có phím tắt là alternate A nhé, là align, khi người ta hỏi các bạn để mặc định là pivot point. Cái thứ hai cũng tương tự, tức là cái đầu là cái bốc, cái mà các bạn gọi là current là hiện tại này, còn target là cái này này, là cái khối hình hộp chữ nhật ở đây, to to ở đây. Đấy, là cái target và pivot, pivot vào pivot. Nhấn OK thì nó vào thôi. Đấy, vào chính xác luôn.
hai cái đều trùng nhau hết rồi. Nhưng bây giờ thì mình sẽ có một cái giới thiệu về cái line để cho cái mặt đáy ở đây. Bây giờ mình sẽ làm cái mặt đáy ở đây nó nằm ở trên cái bề mặt ở đây bằng cách nào? Rất đơn giản. À, vào align. Các bạn nhấn vào cái vật thể này. Khi người ta hỏi là các bạn chỉ cần coi như là ban đầu thì các bạn ok cho nó vào trọng tâm đi đã. Ok. Sau đó các bạn align thêm một lần nữa. Align thêm một lần nữa. Ấn vào. Lúc này đừng có chọn pivot nữa mà cái thứ nhất các bạn chọn minimum. Minimum này là cái phần mà dưới cùng á của vật thể. Cái thứ hai là cái target. Các bạn chọn maximum. Maximum thì nó sẽ đi đi rất là xa. Tắt x và y đi. Thì coi như là nó chỉ lấy trục set thôi. Thì bây giờ thì nó lấy trục set thì như bây giờ mình cảm thấy đúng rồi á. Thì hồi nãy nếu mà để x y thì maximum của nó thì có lẽ là maximum của x đây. Trục x ở đây maximum là cái cạnh này. Và trục y maximum là cái cạnh này nên nó ở xa đây, x và y. Đó, thì cũng đúng rồi đúng không? Ok. Mình tắt x y đi. Mà mình thấy là nó chỉ ảnh hưởng cái trục z thôi. Thì trục z bây giờ là nó lên lên rồi. Nên là mình để pivot ở lại nè. Bây giờ mình chọn minimum với maximum này. Đó, ok. Như các bạn thấy, phần cuối cùng của cái hộp thứ nhất nó nằm ở phần trên cùng của cái hộp thứ hai. Thì align nó có tác dụng như vậy. Thì nó còn có nhiều cái khác nữa như là center này, xoay này. Xoay thì nếu như mà bây giờ mình sẽ nói về xoay nhé. Mình copy cái hình hộp chữ nhật này ra. Bây giờ mình xoay nó. Rồi, mình align nó. Align nó. Orientation x y z giống nhau luôn, giống hoàn toàn luôn. Pivot only luôn. Ok luôn. Ok. Đấy các bạn thấy. Bây giờ thì cái vật thể này nó đã có tọa độ xoay giống như là tọa độ xoay của cái hình hộp chữ nhật ở dưới này. Bây giờ mình trong trường hợp này á mình align nó để minimum với maximum á. Các bạn thấy giống như hồi nãy thôi nhưng mà nó không hiểu. Chắc chắn luôn là nó không hiểu rồi. Tại vì á, maximum lúc này á, x và y á, nó theo tọa độ work. Đây này, tọa độ này này, không còn tọa độ này nữa. Để giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Bây giờ mình cancel đi. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái align tiếp theo là align normal. Normal align. Nó có tên là normal align. Chính tắt là alternate N. Mình chọn cái bề mặt này. Đấy. Các bạn thấy có cái phím có cái hình mũi tên màu xanh dương không? Hướng ra. Rồi xong. Bạn nhấn tiếp tục vào đây. Ấn vô. Bụp. Nó hỏi. Xoay không? Không xoay. Các bạn không thích thì không xoay. Flip. Flip là lật mặt đó các bạn. Còn về chữ normal này là gì thì mình sẽ nói sau trong cái bài giảng là modify. Mình sẽ nói kỹ hơn về những cái từ chuyên môn như là normal ở đây chẳng hạn. Nói kỹ hơn. Position. Position là vị trí á, bạn có thể di chuyển nó. Đó, các bạn có thể di chuyển nó. Ok. Bây giờ thì mình nghĩ là chắc chắn là nó nằm cái mặt đó là nó nằm sát với cái mặt của cái hình hộp chữ nhật này rồi. Ok, là mình chỉ giới thiệu sơ cho các bạn biết về line là như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại pivot. Cái quan trọng của mình là
cái pivot rất rất quan trọng. Thì các bạn có thể nhìn, bây giờ mình sẽ làm, mình đã làm một cái animation rất dễ, rất đơn giản như thế này. Cái khối box này nó đang xoay quanh chính nó, nhưng mà do nó có tác động của mặt đất nên nó bị trọng lực kéo xuống, đúng không? Nói rất là chuyên môn, đúng không? Nhưng mà thực tế các bạn phân tích ra, thực tế là cái trọng tâm của nó bị thay đổi. Rất đơn giản thôi, là trọng tâm của nó bị thay đổi. Nó thay đổi như thế nào? Nó thay đổi từ đây. Đấy, nó thay đổi từ cái vị trí này sang vị trí này. Khi mà cả hai cái góc này nó chạm đất, nó lập tức nó bị thay đổi. Đấy, cái trọng tâm này tiếp tục nó lại di chuyển lên trên này. Đấy, nó lại di chuyển lên. Và cứ như vậy. Đấy, cho đến khi mà cái animation nó kết thúc. Thì ở đây mình có làm mẫu sẵn 4 cái khối box để cho các bạn hình dung là nó, cái trọng tâm mà mình để nó như thế này, này. Đó. Nó ở góc đây, không là góc góc nó nằm đây. Tiếp tục nó nào di chuyển đến trên, nó nằm ở đây. Xoay thì nó sẽ như thế này. Tất cả những cái vật thể này nó đều được xoay xung quanh cái trọng tâm của nó. Đấy, các bạn thấy. Ok. Còn về animation làm như thế nào thì mình sẽ dạy ở trong cái bài giảng animation cơ bản. Thì nói đó là những cái bài sau, sau khi các bạn nắm được những kiến thức cơ bản đã, thì mình mới dám chỉ các bạn đến cái bước như vậy. Tạm thời mình chỉ giới thiệu với các bạn như thế này thôi.